Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay Thắng sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một căn nhà rất là đẹp nằm ngay đường Quỳnh Tấn Phát nha. Và căn này đặc biệt tí xíu, đó là một cái căn góc hai mặt tiền hẻm xe hơi đi tới tận nơi luôn. Đó. Thì bây giờ là Thắng đang đứng ở phía trước ngôi nhà, Thắng sẽ quay xung quanh cho mọi người coi nha. Đây là ở phía trước ngôi nhà nè, đó. Đường là xe hơi vô tới tận nơi luôn nha mọi người. Đây. Còn đây là cái hình dạng của ngôi nhà nè. Đó, nhà thiết kế rất là đẹp nha. Để mình đi quay ở bên hông cho mọi người coi. Ở bên hông đường rất là rộng nha mọi người. Đây. Cái này nó là cái lâu đài luôn, nó không còn là cái nhà nữa nha. Đường là xe hơi tới tận nơi luôn. Đó. Đi thẳng ra ngoài kia tí xíu thôi là chúng ta tới ngay được mặt tiền Quỳnh Tấn Phát rồi. Đi ra tới đó quẹo trái xíu là tới được ngay mặt tiền Quỳnh Tấn Phát rồi nha mọi người. Đó, vừa rồi là Thắng đã quay ở phía trước cho mọi người coi rồi đó. Thì nhà không, chủ nhà không có nhà nên Thắng vô trong coi rồi nha. Hình sẽ để ở cuối clip cho mọi người. Thì nhà có diện tích là ngang 7, dài là 12. Đó, nhà là kết cấu là 2 lầu, giá đang kêu là 12,3. Giá này cũng còn thương lượng nha. Nhà này thiết kế giống như là cái lâu đài vậy á. Khu xung quanh là xe hơi tới tận nơi luôn. Nó xe hơi đi được 2 lane luôn nha. Thì nói chung là chỗ này là yên tĩnh lắm. Đó. Nếu như mọi người muốn xem nhà trực tiếp, mọi người liên hệ mình số điện thoại 0902 390 787 nha. Mình sẽ dẫn mọi người đi xem. Thôi thì chắc video xin phép kết thúc tại đây. Nếu như cảm thấy hay, cho xin một like, share, subscribe để có động lực làm thêm nhiều video nữa. Hẹn gặp mọi người ở video sau. Bye bye mọi người.